Hello, anh em đã quay trở lại kênh Cát thêm. Trong video này anh sẽ giới thiệu một sản phẩm khá là hay ho và độc đáo. Rồi, tóm lại anh em cứ theo dõi video. Tên sản phẩm là hộp gỗ vô dụng, có âm thanh này, có rất là nhiều kiểu chơi. Mở luôn cho nóng nhá. Ok, hộp sản phẩm. Sản phẩm này mình mua của một shop nước ngoài trên Lazada. Việt Nam thì cũng có, nhưng mà mình có tham khảo mấy cái shop Việt Nam ấy. Thì thứ nhất là nó, mình thấy nó không đẹp bằng. Thứ hai là nó ít chế độ hơn. Chế độ gì thì anh em để mình mở ra để anh em xem. Đó, đây là hộp sản phẩm Useless Box. Đây là chiếc hộp vô dụng nhất thế giới luôn. Audio version. Sản phẩm này có cả âm thanh luôn. Thì loại này là có 20 chế độ khác nhau nhá. Nên những cái loại khác mà Việt Nam bán mình thấy chỉ có mười mấy chế độ thôi. Rất là thú vị. Made in. Đó. Ở đây là toàn tiếng, nói chung là tiếng gì thì anh em đều biết. Useless box, không hữu ích, hay còn gọi là hộp vô dụng. Đó, đây hình sản phẩm hộp vô dụng. Trời, xem nó có tác dụng gì, xem nó vô dụng như thế nào nhầm. Link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhé. Anh em lưu ý nhớ chọn cái shop nước ngoài ấy. Bán Việt Nam thì chưa biết là khi nào sẽ có cái sản phẩm này, thì mình cứ để link tổng hợp. Anh em vào chọn và xem đúng cái sản phẩm nào có 20 chế độ chơi thì anh em mua. Đẹp vãi cả trưởng luôn ạ. Trời ơi, hộp gỗ này. Wow, đấy. Nó hoàn thiện tốt như thế này chứ. Và tại vì có rất là nhiều kiểu dáng của cái hộp vô dụng này. Đó, nhìn thấy nó đẹp từ cái hộp luôn. Từ từ đã bật. Anh em cứ từ từ khám phá xem nó hay như thế nào. Ở đây có cái thì là In Sky hướng dẫn sử dụng, 3 viên pin nhỏ gọn mang đi mọi lúc mọi nơi gì đấy vân vân. Rồi, hộp đẹp thật. Hộp này cũng kiểu giả gỗ đẹp. Đẹp. Quá đẹp. Trời ơi, cái hộp đẹp thế mà. Mở toàn mùi gỗ anh em ạ. Toàn mùi gỗ luôn. Em thấy hộp nó sắc nét và đẹp không? Này mà làm quà tặng thì quá là tuyệt vời luôn. Rồi, Don't Talk, cấm mở. Anh em thấy không? Hoàn thiện quá là tốt luôn từ cái hộp. Sản phẩm này đang được bán với giá là 300-400 nghìn gì đấy. Nói chung là anh em cứ xuống dưới video lên xung quanh chống thơm thôi. Bây giờ mình sẽ cho anh em thưởng thức nó vô dụng như nào. Đây có cái miếng gỗ Don't Talk này. Mở lên này, có một cái hình một hình con gì đấy, hình con hổ, hổ con ấy. Đó, làm bằng bông, vải bông. Bên trong này, bên trong thì nó có mạch. Mạch ở đây, pin ở đây, và tay ở đây, loa ở đây. Đó, đơn giản đâu, chỉ là hộp gỗ thôi. Chúng ta sẽ nhét pin vào đây. Rồi, đấy, chỉ có vậy. Để xem nó hoạt động như nào nhá. Bây giờ mình sẽ cho pin vào test thử xem. Chuyện gì đang xảy ra vậy anh em? Không hiểu luôn. Để lên đây kê cho độ cao cho anh em nhìn cho nó rõ. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ chơi nhá. Let's go. Hộp vô dụng. Bật. Mày dọa tao à? Giật hết cả này. Đấy. Cái nắp đóng của nó rất là mạnh luôn đấy, không biết là có vỡ hộp không nhở. Gạt tiếp. Ấy vãi cả trưởng luôn anh ạ. Tiếng hổ gầm dọa ấy, nhưng mà đây chỉ là con hổ con thôi, anh không sợ đâu. Dễ cả mình. Chết à? Còn đâu? Ừ.
Làm gì? Mày làm gì tao? Nó điên rồi anh em ạ. Nó lên cơn rồi anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ để kê như này để cho anh em dễ nhìn hơn nhá. Bây giờ mình sẽ bật liên tục và không nói gì nhá. Ok, tóm lại là nó có 20 chế độ nhá, để cho anh em chơi thao hồ chơi, rất là vui luôn, anh em thấy vui không? Quá là vui luôn, mua cái này mà tặng quà thì cực kỳ là ý nghĩa.
ý nghĩa của cái hộp này là không đánh thức giấc ngủ của hổ nhá. Đó, nó là vậy, mình cứ mở lên nó lại gầm gừ, nó ra nó đóng vào, đóng cái hộp này vào. Đây là một kiểu nhá, còn có kiểu kiểu khác là nó cầm hẳn cả cái nắp này nó đóng vào cơ. Đó, đây chỉ là cái công tắc thôi. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Đó, link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video này nhá. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm cái chiếc hộp vô dụng, cực kỳ là vô dụng luôn, chả có ý nghĩa gì cả. Và khá là vui. Nhưng các bạn có thấy video hit like, share, subscribe thì kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm là comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Mắc vô dụng rồi anh ạ. Quá vô dụng.